đúng không? Đây là khi đăng nhập xong nhé, đây là mua hàng. Thì ở đây khi mua hàng thì nó gửi, click vào thì nó gửi qua một cái ID này. Tắt thằng này bật. Khi mà muốn tắt debug thì mở file .env như lúc nãy, sau rồi em để bằng full nhé. Sau đó chạy config lại cho nó clear lại các che đi là được. Đấy. Thì nó sẽ mất được cái debug này, có debug, thằng debug này thì nó nặng. Đây, khi anh có giỏ hàng rồi mua hàng ở đây, đầu tiên anh thanh toán chẳng hạn. Thì ở đây nhá, ở đây là cái chỗ này, anh sẽ load Ajax này. Mà load ở đâu thì nó sẽ là ở cái anh để code là mở public này, front end này, JS này, main. Đây không phải. Nó đang nằm ở cái đoạn job view. Để chút lên tìm nó JS của nó đã lâu rồi không dùng. Đây thì đây là phần đấy rồi, đây là phần giỏ hàng dốc. Đây anh nói luôn phần giỏ hàng trước nhé. Thì ở đây là khi cập nhật này, thì cái này khi ấn vào đây này thì nó bắt sự kiện là thay đổi ô input. Thì thay đổi input ở đây thì nó sẽ bắt qua cái class này là trang quy kết này. Trang quy kết thì ở đây anh có gắn một cái ID là chờ đây. Khi cái sự kiện của cái class này này. Đây, khi click vào thằng class này thì nó sẽ lấy được cái quy ti này, tức là cái giá trị này, giá trị thằng này này. Đấy. Nó sẽ lấy, đầu tiên nó sẽ lấy giá trị này này. Sau đó nó sẽ lấy ID của cái đơn hàng, tại vì mỗi 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 cái đơn hàng này nó sẽ, mỗi cái đơn hàng nó sẽ có một cái ID này, đây này. ID nó sinh ra của thằng shopping cart của Laravel ấy. Nó sinh ra một cái ID này thì mình sẽ lấy được cái ID này. Thì khi mà lấy xong ấy mình sẽ gửi Ajax, gửi tới cái file xử lý này, UR để ý này, giỏ hàng này, update Ajax này, ID và QT. Thì ở đây router sẽ là giỏ hàng, thì tất cả phần giỏ hàng anh đều nhóm vào một cái route group đây. Và sau đó em nhìn thấy update này, Ajax này, ID QT này, tham số là gồm có ID và QT nhá. Thì ở đây sẽ gửi tới cái file shopping cart này, controller này. Thì file này nó nằm ở trong cái thư mục frontend này. Mở cái app này. HTTP này, controller này, frontend này. Đấy, shopping cart này. Và vào cái phương thức, và vào cái đây là vào đây. Vào cái update item product này. Đấy. Thì update đây. Thì ở đây thằng Laravel ấy nó update rất nhanh. Là nó sẽ có một cái là update gửi tới cái ID và cái số lượng của update. Đây. Em đọc trên GitHub của nó. Trên GitHub của nó sẽ có là document. Thì đây khi mình gọi thằng cat này, bởi vì class nó cat thì nó sẽ update. Anh sượt ở đây là bởi vì anh không muốn yêu nó vào, tức là nếu mà không yêu tao sử dụng ấy
Bình thường nó sẽ là yêu lên đây như này này. Thay vì anh gọi yêu như này thì anh sượt luôn thì nó sẽ tự động nó gọi ra. Đấy. Thì khi mà đã update rồi ấy thì là mình sẽ phải cập nhật lại số tiền. Cái total là tổng số tiền này. Đấy. Và sau đó sẽ anh sẽ trả về cái tổng số tiền mà sau khi nó update. Đây update này. Update của nó thì truyền vào hai tham số, đầu tiên là cái ID và thứ hai là cái số lượng của update. Đấy, thì nó sẽ update. Nó có rất nhiều tham số đấy, nhưng mà đây cơ bản nhất là vận dụng đang dùng thằng này. Thì ở đây khi update xong nó trả về thằng Di Sơn này, trả về tổng số tiền này. Thì tiếp tục vào đây. Success có nghĩa là thành công và error nghĩa là thất bại. Khi mà đã trả về thằng data này. Đây. Cái trả về một biến là biến total là tổng số tiền đấy thì anh sẽ gọi tới cái anh config một cái ID. Đây cái tổng tiền của từng sản phẩm, đây là cái tổng tiền của cái đơn hàng này, là cái ID này thì anh sẽ thay đổi cái tổng tiền ở đây thì nó sẽ append lại, mà đây là nó sẽ append lại chấm text, là nó sẽ append lại bởi vì nếu mà input ấy thì là chấm vang, còn nó là div hoặc là các thẻ không phải là thẻ form ấy thì nó sẽ là chấm text. Cái đây ví dụ anh thay đổi tiếp thì nó sẽ tính và nó sẽ append lại giá trị này, nếu nó không 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 đi loát ra. Thì đấy là cái phần update sản phẩm trong giỏ hàng. Tiếp tục anh mua một sản phẩm nữa nhé, nhìn cho nó hai cái này. Đây ví dụ như ở đây thằng này mình update đấy, thằng này nó tự tăng này. Bên này anh chưa chưa nhân lên, đúng là bên này nhân lên nhưng bên này chưa nhân lên. Ví dụ như anh xóa này, đấy tiếp tục là nói về cái xóa thì là nó là ở class này, class item. Đây anh sẽ gọi tới cái hàm này, thì cái hàm này nó được khi bắt sự kiện là click vào cái class này. Đây anh config đây class này, thì khi click ấy, nó tương tự, đầu tiên nó sẽ lấy ID của thằng cần xóa, sau đó nó sẽ gửi Ajax, gửi tới cái file, gửi tới cái URL là Ajax delete này, delete Ajax cộng ID cần xóa. Thì ở trong này ấy, thằng xóa này thì nó cũng tương tự ở đây, hàm xóa này delete này. Đây delete đây, nó xóa nó sẽ gọi remove này, chuyển ID này, sau đó anh cũng cập nhật lại số tiền tổng tiền này. Đây thì nó sẽ không loát trang đấy, nó chỉ có như thế. Và khi tiến hành thanh toán thì ở đây là cái đoạn Ajax này này, thì nó cũng tương tự, ở đây nó sẽ bắt sự kiện on trang của thằng input là thằng select. Thì là cái đấy nó nằm ở đâu nhỉ, chắc đây ở đây là cái đây on trang này, city này, tức là đầu tiên mình sẽ lấy thành phố. Thì ở thành phố ở đây anh chỉ show ra dữ liệu của thành phố thôi, những cái này anh không show, những cái này anh không show nhá. Đây khi mà bắt sự kiện on trang này, thằng này có một cái class là city này. Đây mình thấy có một cái không, đây là cái đây class city đây. Thì khi mà cái này thay đổi, tức là có sự thay đổi ấy, thì nó sẽ gửi Ajax. Đây thì khi có thay đổi này, anh chọn nó Cần Thơ này, thì nó sẽ lập tức nó lấy được ID của thằng city, đồng thời nó sẽ gửi vào cái URL này, tức là get city này. Thì ở router nó sẽ có một cái là get city. Đâu nhỉ? Đây, get city này. Nó tiếp tục nó cũng vào cái thư mục forend, vào con forend controller và vào cái đây là get city nhá, get city này. Đây get city đây. Thì ở đây thì đầu tiên là anh sẽ lấy được ID của thằng gửi sang này, sau đó nó sẽ query vào bảng quận huyện này để lấy cái cơ sở dữ liệu của em là nó là như này. Đây khi mà thằng quận huyện
nó sẽ query vào bảng quận huyện, thì nó query theo ID là tỉnh, tỉnh thành phố ID nhá, thì nó sẽ query vào đây để cái ID này chính là cái ID của city này, thì nó sẽ get ra được cái quận huyện tương ứng. Đây, query xong rồi nó sẽ trả về này, cũng trả về là JSON. Thì ở đây khi mà mình kích vào đây thì cho khi chọn một Sóc Trăng này, Cần Thơ này, đấy thì nó sẽ load bên này ra tất cả các tỉnh, quận huyện tương ứng. Thì ở đây nó sẽ load ra các quận huyện tương ứng thì ở trong thằng JS. Khi mà anh có được data rồi, đây anh có được cái data này đi chít rồi, thì là anh sẽ append vào một cái HTML, tức anh lập đưa nó vào một cái HTML ấy, sau đó là anh append cái dữ liệu vào đây, đi chít này, chấm này, HTML. Lúc này input ấy, lúc này anh có text, chấm text hoặc chấm HTML, thì đấy là những cái thẻ bình thường. Đây sau đó anh ngoằng nháy bởi vì là đầu tiên anh sẽ remote nó đi. Còn nếu mà không remote lại thì ví dụ như cứ một lần ấn vào nó đã append chồng cái dữ liệu này liên tục. Đầu tiên mình remote xong mình append thằng này vào thì bên này nó sẽ được dữ liệu như này. Tiếp tục ở bên này, ví dụ như anh chọn Ninh Kiều chẳng hạn, thì nó lại cứ bắt giống y hệt như bên city luôn. Nó sẽ bắt sự kiện on trang của thằng digit này. Thì digit thì nó lại đấy, nó cũng tương tự như vậy luôn. Và cái tỉnh đường xá, đây nó cũng tương tự như thế. Và sau đấy Tân An chọn địa chỉ, đây thằng này chưa có, thì là chọn An Lạc. Đây, tôi người nhận, mình chọn vào đây và đặt hàng. Đấy, nó đã đặt hàng thành công. Thì tiếp theo nữa là ở cái chỗ nào nhỉ, đang đi qua chỗ nào nhỉ, tay hit, tiếp tục ở cái search đấy, cái search ở đây này, anh sẽ dùng một thằng tay hit thì làm sao để nó bắn được cái dữ liệu ra. Thì ở đây anh có một đoạn tay hit, thằng này nó sẽ tự auto complete, tự nó bắn thả dữ liệu, nó cũng như thằng Ajax ấy, nó sẽ bắn về, nó query à. Đầu tiên nó sẽ gọi tới cái URL tìm kiếm mà mình truyền cái tham số ở đây là tham số của cái người dùng nhập này, thì nó sẽ gửi vào cái file get, vào router tìm đi chữ get, search đâu nhỉ, đây tìm kiếm đây, thì nó sẽ vào cái file search đây, vào cái cũng file name controller và vào cái search tay hit này, đây search tay hit. Ở đây anh query này, query line, tức là mình sẽ lấy gần đúng, tức là ví dụ như nó sẽ lấy từ query line ấy, thì nó sẽ lấy ví dụ như kiểu mà em có một cái tên là hoa, thì nó sẽ lấy các từ, lấy các sản phẩm mà có tên là hoa, đồng thời hoa có ở trước và sau đều lấy được. Còn nếu mà ví dụ như mình dùng một line như này thì nó sẽ bắt đầu bằng cái từ khóa mà mình cần tìm kiếm, hoặc nếu mà ở đây xoa này đi thì là cái từ hoa đấy nó phải nằm ở cuối cùng, còn nếu mà line như này thì hoa nó nằm ở giữa, tức là nó nằm bất kỳ có từ hoa nó sẽ show ra đấy. Thì anh sắp xếp theo thứ tự giảm dần, sau đó thì anh cũng trả về thôi. Trả về thì ở thằng JS nó sẽ cũng tự động append lại như kiểu mà append cái quận huyện đấy. Đấy thì nó trả về, mình click vào là được. Ở đây ví dụ như ở đây đây các thằng này không ra được. Ở đây ví dụ như trong nữa là cái view này nhá. Cái view này thì là ở cái foreign controller này. Thì cái chi tiết đâu nhỉ? Đây chi tiết product này. Anh sẽ khởi tạo một cái event. Ở đây làm event để nó xử lý nhanh. Đây nói chung em cũng ngầm hiểu event này được. Event ở đây là view product. Thì event này nó sẽ xử lý ở cái thư mục là event listener. Listener là lắng nghe này. Cái này thằng này là lắng nghe sự kiện này. Còn event này, anh sẽ có event là view product này. Thì ở đây thằng listener nó sẽ lắng nghe. Thằng này nó sẽ lắng nghe cái sự kiện view product. Đấy. Thì ở đây anh sẽ xử lý view như thế nào? Anh sẽ gắn nó vào cái session. Thì mỗi cái session đấy anh khởi tạo mỗi cái nó sẽ anh sẽ get một cái thời gian nhất định, mặc định là anh đang để 180 giây. Tức là ví dụ như khi anh vào một lần ấy thì nó sẽ tăng view, nó khởi tạo session đấy và thời gian nó sẽ tăng view. Nhưng mà khi anh F5 đi chăng nữa thì nó không lên. Sau 1800 giây đấy thì ở đầu nó sẽ tiếp tục, nó sẽ tính view. Đấy, sẽ như thế. Đây. Và khi mà thỏa mãn điều kiện thì bắt đầu đây nó sẽ update view lên. Cái này là nó sẽ, tức là PHP là nó là cái ngôn ngữ xử lý đồng bộ, có nghĩa là sao, nó sẽ xử lý từ trên dòng code từ trên xuống dưới. Chính vì thế
mà nếu mà không dùng event ấy, thì thằng này nó sẽ loát nó lâu, tức là nó phải xử lý hết đoạn code này, hết cái đoạn listen lắng nghe này này, xử lý xong này bắt đầu nó mới delete ra ra đăng view. Còn nếu mà khi mà đưa event ấy, thì nó vẫn trả về view, còn nó sẽ xử lý kiểu như là xử lý ngầm ấy, em hiểu thế đấy. Còn cái chỗ slide, slide thì là nó sẽ nằm ở trong home, home controller đây, home đây, đây slide đây, anh get có bảng slide đây nhá, anh sẽ get lấy data bảng slide này, sau đó là ở cái trang là ở cái view view home nhá, view home này, view home home home, view home front end, à không đấy, duy xuống sản phẩm đây, trang chủ nhá, index này đây đúng không, đây thì anh for x này, for x cái thằng slide này thôi, thằng này xóa đi. Đây slide đây thì ở đây thì cứ có bảng slide tbl slide đây, em có thêm bảo con bé kia tạo trong admin này, ở đây là cái ID này, name này, cái sort này là để sắp xếp, ví dụ như mà nhiều lúc em muốn cái slide nào đứng đầu ấy, nhưng mà thôi anh đi làm thôi cho nó sâu là được đấy, giờ cứ thêm tự thêm dữ liệu thì bên này nó sẽ tự sâu ra thôi. Đây ví dụ em để ý là đây là có ba ba cái nút là cái ba slide nhá, anh thử thêm thử tiếp một cái nữa nhé. Đấy em nhìn thấy bốn nhờ, đấy bên này nó tự động loát. Và ở đây ấy, thằng slide ấy, nó em bảo nó loát ảnh là lưu vào cái thư mục này nhá, image này, đấy thì nó mới ra được. Có phải nào được không nhỉ? Chắc hết rồi đúng không? Rồi ta đã đi tắm đã.